Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Bu Channel và mình là Bu đây Hôm nay Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chuyển cái bay file size nó nằm ở ổ, cái ổ C drive của chúng ta đó Ổ C drive của chúng ta nó qua cái ổ D drive Thì vì thường nếu mà nằm, nằm ở ổ C drive vậy thì nó sẽ có một cái bộ nhớ nằm ở chỗ này Và nó sẽ chiếm một phần bộ nhớ của chúng ta Thì để mà chuyển cái file này đi á, thì Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách show cái file này ra và chuyển nó sang cái ổ đĩa uh, chuyển sang là ổ đĩa đi hoặc là ổ đĩa y của chúng ta ổ d và ổ e đó mà chúng ta hay nói tiếng việt là vậy thì cái file này nó sẽ uh, chạy nó thay một cái vùng một bộ phần của bộ nhớ ram nó là bay file size này nè thì cái bay file size này nó cũng khá là nặng nên thành ra là nhiều khi nó nằm ở ổ đĩa C của chúng ta nó sẽ chiếm một phần dung lượng của ổ đĩa C và nó khi mà chạy ra cả hai cùng chạy trên ổ đĩa C thì cái làm cho cái performance của cái máy chúng ta sẽ bị chậm dần. À, tại vì cùng chạy trên một cái partition đĩa thì nếu như chúng ta chuyển qua được ổ đĩa D của cái bay file size này á thì là chúng ta sẽ Uh, có được một cái phần dung lượng OC và nó sẽ chạy song song hai cánh là vừa memory ảo á, cái virtual memory nó nằm ở UD và system nó nằm ở OC thì để làm sao có thể chuyển cái bayfi file này qua UD thì Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chuyển ha. Mọi người xem intro và uh, cùng tiến hành chung với Bu nha. Ok, để mà move cái file bay file system này đi qua bên ổ D thì hiện tại bây giờ nó đang nằm ở ổ C này mọi người thì bây giờ muốn qua ổ D thì chúng ta phải làm sao? Thì đầu tiên mọi người phải try click vào cái ổ cái disk PC này nha, try click vào Disk PC ha. Thì chúng ta sẽ click phải vào nó và chúng ta chọn robot tie, ha. Thì cái phần ngay tại cái phần robot này mọi người sẽ à, là nhìn bên tay phải nó có một cái phần tên là advanced system setting. Nếu như ở trên cái Windows 10 thì chúng ta sẽ vào được ngay cái phần này, còn ở Windows 11 thì chúng ta phải đi vòng qua một cái bước qua bên cái phần uh, system about xong rồi chúng ta mới vào được cái phần này. Thì vào đây thì chúng ta chọn phần advanced system setting. Thì nếu như ở Windows 10 thì nó sẽ mở cái bảng này ra ngay luôn. Mở cái bảng này ngay lập tức trên cái bảng này luôn chứ không cần phải uh, mở vòng như vậy. Thì ở ngay cái bảng này chúng ta sẽ có computer name và chúng ta sẽ chọn phần advanced trong cái phần advanced này mọi người để ý với bu cái phần gọi là performance nè. Cái performance này nó sẽ gồm có visual effect nè, processor schedule nè hoặc là memory usage hay là virtual memory thì mọi người vào cái phần setting ha. Thì trong phần setting này mọi người vào phần advanced giùm bu ha. Trong phần advanced mọi người sẽ thấy một cái phần gọi là virtual memory thì cái chỗ này chính là cái bộ nhớ mà nó dùng để nó chứa ram đó, ram ảo á thì ở trên cái bộ nhớ ram của chúng ta bao nhiêu ram thì nó thường nó sẽ dùng bao nhiêu bộ nhớ ảo nằm ở trong này của phần này. Thì mọi người chọn nút trên Thì ở cái chế độ default á thì nó sẽ được dùng là automatic cho cái 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 cái, cái phần bộ nhớ ram này nó nằm cái phần nè, system memory size nè, nó nằm ở OC có sẵn và nó bị mờ đi chúng ta không thể thay đổi và cái total file size này nó cũng sẽ lệ thuộc vào cái ổ cứng của chúng ta và ở đây nó đang được set tin ở cái chế độ default là uh, minimum là 16 MB hay là recommend là 1g8 hoặc là uh, currently đang là 3g2 thì cái currently này mọi người sẽ thấy là nó đang chiếm 3g2 này mọi người thì nó mất 3g2 2 dung lượng của chúng ta thì để chuyển qua ud thì mọi người phải uncheck cái chỗ automatic này đi ha Rồi mọi người bỏ cái dấu check này đi, anh check ha, ha và mọi người sẽ để ý chỗ bu ở chỗ này. Nếu như chỗ này chúng ta làm sai thì rất có thể nó sẽ xuất hiện cái màn hình xanh cho mọi người ở trên khi mà mọi người restart lại máy thì buộc chúng ta phải có cái system máy này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái cái cái, 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 cái ở ở OCD thì chúng ta phải chọn là no begin file ha. Thì khi mà chọn no begin file này chúng ta phải nhấn nút set ở chỗ này thì nhấn nút set thì nhấn nút set ở đây này nó sẽ cảnh báo chúng ta là chúng ta sẽ có thể xảy ra một số cái uh, lỗi ở cái cái video chúng ta nhưng mà không lo tại vì chúng ta sẽ chuyển từ ổ C qua ổ D thôi chứ chả có gì cả chúng ta chọn yes ha rồi tiếp tục chúng ta chọn vào ổ D và chúng ta sẽ chọn là system manager size và chúng ta chọn set ở đây là mọi người đã thấy chưa là ở đây nó đã có cái system manager rồi thì ở đây nó đã chuyển từ C qua D rồi đó mọi người Nhưng mà muốn muốn nói thêm với mọi người một tí xíu về cái chỗ mà cái cái cái, cái bay file size này nè Thường để tối ưu cái hệ thống của mọi người mà ít ai chỉ mọi người á Thì cái bay size này không có để ô tô Ô tô là sao? Ô tô là nó sẽ cho mọi người biến chuyển chạy từ cái thấp nhất Cho đến tới cái recommend này, cho đến cái current này thì nếu như chúng ta muốn chạy luôn luôn ở cái performance mà nó maximum á nếu như cái ổ đĩa cứng của chúng ta nó không có bị uh, bị 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 ít nhiều ít quá đó mà chúng ta có dư giả đó thì chúng ta có thể set ở chỗ này. Và set ở chỗ này ở cái chỗ mà cái size của nó cái cái install size với lại cái maximum size đó, đó là bằng luôn cái ram. Ví dụ nha, ví dụ bu sẽ tính cho mọi người coi, ví dụ như ở đây bu đang có cái máy tính của bu đang là uh, 8 GB thì bu đang có 8 RAM có nghĩa là ở đây nó đang tính bằng mê thì chúng ta sẽ lấy 8 nhân cho 1024. Nhân cho 1024. Thì chúng ta cần setting ở đây là 8192 mê thì mọi người nên setting bằng cách như vậy. Có nghĩa là hãy quan sát xem cái máy tính chúng ta có bộ nhớ RAM bao nhiêu thì chúng ta sẽ set bằng với bộ nhớ RAM. Ví dụ như bộ nhớ RAM của máy bu đang là 8 GB thì bu sẽ xét bằng và cả trên lẫn dưới cả phần iso size lẫn phần maximum size đều bằng một số này 8192 vậy thì có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta yêu cầu nó chạy ở cái tốc độ cao nhất ở cái phần memory lớn nhất cho cái máy tính của chúng ta và chúng ta chọn set ở đây thì ở đây nó đề hẳn ra một cái size mà chúng ta yêu cầu nó chạy có nghĩa là điều này cũng đồng nghĩa với việc ở ổ d chúng ta sẽ xuất hiện một cái file giống như vậy và nó có dung lượng là 8 g mọi người hiểu ý bu chưa có nghĩa là chúng ta sẽ mất 8 ghi dung lượng trên đĩa cứng để thay vào đó nó là một cái virtual memory là bộ nhớ ảo của RAM đồng với lại cái mức RAM của chúng ta là 8 ghi RAM luôn. Đó, 8 ghi bộ nhớ và thay do 8 ghi RAM có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái vùng nhớ ảo như vậy. Thì nếu như chúng ta đặt ở chỗ đều này là automatically thì là cái system mà chúng ta chọn system này size chỗ này á thì nó sẽ tối đa chỉ có 3 ghi thôi. Nhưng cái điều này cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có một cái ổ đĩa D nó phải lớn hơn 8GB RAM hoặc lớn hơn cái số lượng RAM mà chúng ta cần xét ở chỗ này. Chứ nếu như nó nhỏ hơn cũng vẫn có thể xảy ra hiện tượng đâm màn hình xanh mọi người nhé. Nên mọi người cân nhắc khi làm cái điều này. Và nếu như bộ nhớ của chúng ta không quá nhiều, cái ổ D không quá nhiều thì mọi người có thể chọn cái phần System Manage size và chọn Auto là xong. Còn bộ nhớ mà dư giả hơn nhiều so với cái số lượng ghi chúng ta đang có số lượng ram mà chúng ta đang cần set thì chúng ta chỉ cần xét như vậy là ok và chúng ta chọn ok ở đây ha thì cái cái quá trình này chúng ta cần phải restart lại máy để mà nó apply cái quá trình này cho chúng ta thì mọi người để ý nha bây giờ bu đang ở cái bay file size của bu đang nằm ở ổ c bay file system đây chấm system nó đang ở ổ c thì bây giờ bu sẽ reboot máy lại và mọi người sẽ thấy nó sẽ chuyển sang ổ d mọi người nhá ổ d bây giờ chúng ta chưa có gì cả ha đây à nó cũng có rồi nè nhưng nó chưa tắt ở uc đây nó đã chuyển sang uc rồi nó đã đang đã chuyển sang ud rồi nhưng ở đây chưa tắt gì thì chúng ta sẽ reboot lại và chúng ta sẽ kiểm kiểm tra lại cái kết quả mà chúng ta vừa làm mọi người nha vậy thì mọi người chờ bu tí xíu để bu reboot máy tính lại nha Sau khi máy tính được reboot lại, restart lại thì chúng ta sẽ login vào và để kiểm tra cái kết quả coi nó cái chấm system nó đã chuyển qua UD chưa hả mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sign in vào cái window của chúng ta và chúng ta mở cái file explorer để kiểm tra. Này. Chúng ta chọn disk C. Này, bây giờ đây là OC. Và cái bay file size bây giờ nó không còn ở đây nữa mọi người nha. Đây, mọi người thấy chưa? Cái bay file size này nó đã chuyển qua bên OD và nó đang có cái dung lượng ở ở, ở ổ đê đang là 8 g cái bay file này nó 8 g thì cái động thái này sẽ giúp cho máy tính của chúng ta sẽ chạy tốt hơn và chúng ta sẽ chuyển ra giống như chúng ta phân luồng vậy đó thì khi mà chúng ta chạy ở một những cái file được load ở system thì cái file virtual memory nó được là một cái bộ nhớ ảo nó được chạy ở UD để phân mảnh cái 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 cái, cái giống như phân luồng hai cái luồng xe nó chạy á thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ à, lưu thông tốt hơn mọi cái, cái 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 giao thông nó sẽ được traffic tốt hơn ok cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chuyển cái bay file chấm system chấm này của bu từ ổ c qua ổ và à, nếu như mọi người có những cái thắc mắc gì cứ comment bên dưới để cho bu giải đáp cho mọi người nhé và mọi người đừng quên à, nhấn like cái video này cho bu và nhấn nút đăng ký cũng đừng quên share video này nếu như bu mọi người thấy bu có một cái kênh rất là hữu ích về tin học cho 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 bạn bè cùng gia đình người thân đều biết để có thể có thêm kiến thức về cái tin học nha mọi người ok bye bye mọi người